Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh. Và như tiêu đề thì các bạn có thể thấy đó là ngày hôm nay mình sẽ nhắc về Valentino. Vâng, chính xác là Valentino. Mặc dù kênh mình vừa làm cũng đã khá lâu rồi, nhưng mà những cái con như kiểu Valentino EDT, Valentino Umo Intense thì mình cũng không nói đến quá nhiều, mà chủ yếu sẽ là những cái lựa chọn mình đánh giá cao hơn, thí dụ như kiểu D600 của nhà Gartner, hoặc là các bạn cũng có thể thấy có những con như kiểu Dior Home Intense ở cái phân khúc giá cao hơn so với Valentino. Còn nếu mà tầm ngang ngang thì mình luôn khuyên là các bạn có thể thử D600 hoặc là con Narciso Blur Noir phiên bản Parfum, mình đánh giá cực kỳ cao. Nhưng ngày hôm nay chúng ta cùng nhau ngồi bóc tách hai cái phiên bản này. Còn những cái phiên bản flanker mà mình được gửi về sau ở đây, thí dụ như kiểu con Intense các thứ, thì tôi sẽ nói ở trong cái video khác nếu như các bạn thực sự quan tâm. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu nhá. Đầu tiên thì các bạn có thể nhìn thấy những cái thiết kế cực kỳ quen thuộc của Valentino. Đó chính là một cái chai hình thủy tinh như thế này và có những cái phần gai như những ở cái túi của họ. Và ngày xưa thì tôi nhớ Valentino có một cái thiết kế nắp là có một cái phần xoay xoay bảo vệ nhựa. Nhưng bây giờ thì họ đã hoàn toàn đổi sang cái thiết kế kiểu như thế này rồi. Đây, cái phần nắp có thể rút ra được như này. Và tôi nhớ là cái nhựa ngày xưa là có, nhưng bây giờ không hiểu là có còn hay không. Tại vì những cái chai này tôi toàn nhận là những cái chai gốc thôi. Thì bạn nào mà có rõ thông tin hoặc là tôi bị nhầm lẫn ở đâu thì các bạn có thể sửa cho tôi. Và ở đây chúng ta có hai phiên bản, đó là phiên bản Umo Intense và cái phiên bản này là phiên bản EDT. Chai EDT này nó được ra mắt vào năm 2014 nếu như mình nhớ không nhầm. Thì các bạn có thể nhìn hai thiết kế của em nó ở cái cam này đó. Màu sắc thì cũng có phần khác nhau. Ở em này thì là thủy tinh trong, cái phần này là phần màu đồng, cái phần nắp ấy là phần màu đồng. Còn em này thì là cái chai màu đen, nhưng mà các bạn vẫn có thể nhìn thấy lượng ru ở trong. Và cái phần nắp này thì bây giờ tôi thấy là nó đã làm màu bạc hơn so với một con Umo Intense tôi có ở nhà, thì ngày xưa là cái nắp này nó là màu đen xì. Tiếp tới đó chính là về cái việc là mùi hương của nó. Mình sẽ đi sâu vào phần mùi hương để phân tích ra hai mùi hương này, thì mùi hương nào phù hợp với phong cách như thế nào, và tại sao mình không nhắc quá nhiều về cái phiên bản Valentino Umo Intense, một cái phiên bản mà có thể nói là trong thời gian gần đây cũng hot lại khá là rõ ở trên các nền tảng như kiểu TikTok các thứ. Với cái hai chai nước hoa này thì các bạn khi mà các bạn xịt ra thì các bạn đã nhận thấy ngay cái sự khác biệt ở cái phần top note của hai em nó. Với cái phiên bản EDT thì các bạn nhận thấy một cái tông mùi citrus có phần hơi chua nhẹ nhẹ, khá là sáng. Người có thể nghĩ tới nước hoa dành cho mùa hè ở môi trường có thể là mát mẻ một xíu, loanh quanh khoảng tầm trên dưới 30 độ một tí. Còn đối với cái phiên bản Umo Intense này, khi các bạn xịt ra các bạn nhận thấy một cái bay mùi iris cực kỳ rõ. Cái nét đặc trưng của iris ở đây đó chính là cái cảm giác phấn son kiểu son, những cái loại phấn môi má và những cái son kiểu ấy môi của các chị em phụ nữ. Một chút cái cảm giác hơi kiểu đất đất ẩm ẩm nữa, đắng đắng nhẹ nhẹ ở trong chai nước hoa này. Thậm chí rằng nếu bạn nào tinh mũi thì các bạn có thể nhận thấy Valentino Umo Intense nó có một cái nét xanh thoảng nhẹ nhẹ. Và hai cái mùi hương này riêng về cái phần màu sắc mang tới ở cái phần top note ấy, thì cái phiên bản Intense nó mang tới một cái vai mùi tối hơn hẳn so với cái phần top note của Valentino, cái phiên bản EDT. Và nếu như ở cái phần top note thì mình có thể hình dung ra ngay, đó chính là ở anh chàng Valentino Intense sẽ là những người đàn ông, con trai mặc những cái bộ suit rất là kiểu theo những cái quy tắc của Anh Quốc chuẩn mực. Ví dụ như kiểu mặc suit xong rồi đeo cà vạt hoặc là đeo nơ sơ mi đóng hết cúc lên trên. Còn đối với cái phiên bản Valentino Umo EDT này, chúng ta lại thấy có một cái phần nào đó thoải mái hơn, không quá gò bó bởi cái nét chút xanh chanh chua với ở phần mở đầu. Thì nó sẽ nghĩ tới những anh chàng mặc những cái chiếc áo polo màu sáng, hoặc là có thể những cái gam màu nó trung tính, nhìn thấy cảm giác nó sẽ khỏe khoắn và nó năng động hơn. Ở phần dry down của hai cái mùi hương này thì ở trên da mình, ở cái phần khoảng 15 cho đến 20 phút sau khi xịt thì Valentino phiên bản EDT nó có một cái độ bung mùi khá rõ rệt. Và có thể nói ở cái phiên bản EDT này thì sau
20 cho đến 30 phút thì mùi hương nó tỏa ra rất là rõ. Còn đối với cái phiên bản Intense này thì nó dần dần nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn và từ tốn hơn ở cái phần độ tỏa hương. Ở cái phiên bản EDT thì các bạn sẽ nhận thấy một cái bay mùi hơi đắng đắng nhẹ nhẹ xuất hiện, vẫn có đâu đó một chút của iris phấn nhẹ nhưng mà nó sẽ không phải là chủ đạo, mà các bạn sẽ nhận thấy một cái tông mùi ngọt ngọt hơi đắng đắng kết hợp cùng với cái nét chua ban đầu, và nó mang tới một cái bay mùi chủ đạo sẽ là kiểu gỗ ấm ngọt lên rõ hơn. Và cái cảm giác cái mùi hương này mang tới nó là một cái người đàn ông cảm giác kiểu nam tính hơn, trẻ trung hơn, phóng khoáng và tự do hơn. Còn đối với cái phiên bản Umo Intense này thì ở phía sau nó kéo lại sự trẻ trung khi mà nó xóa đi cái lớp kiểu son phấn ở cái phần iris top note quá rõ rệt, mà các bạn nhận thấy ở con Intense này nó sẽ lên kiểu vani, và lúc này thì vani cùng với cái hiệu ứng iris bột nó sẽ tạo ra một cái tông mùi vani theo cái hơi hướng kiểu những cái thanh vani khô mà người ta vừa mới ra lò vậy. Đấy, thì khi mà các bạn ngửi thì các bạn sẽ nhận thấy cái mùi hương này nó khá là trẻ trung ở cái phần chuyển biến về sau. Nhưng mà nhìn tổng thể thì nói thật là với cá nhân mình thì mình không thích cái mùi hương của Intense lắm. Tại vì cái vibe kiểu như thế này chúng ta có thể lựa chọn D600, lựa chọn Narciso Blur Noir bên bản Parfum, hoặc là một vài lựa chọn khác cao cấp hơn như kiểu chững chạc hẳn như kiểu Dior Homme Intense. Đó. Và cuối cùng sau khoảng tầm đâu đó 5 tiếng ở trên da, khi mà mùi hương gần như lặn mất, thì ở EDT vẫn lên được cái bay gỗ rất là nam tính. Còn ở phiên bản Intense thì các bạn nhận thấy vani nó chiếm làm chủ đạo, ấm, ngọt hơn nhưng mà không thể theo cái hơi hướng kiểu đồ ăn, mà kiểu ngọt nhẹ thoang thoảng ở phía sau vẫn có cảm giác bột phấn. Nên là với mình thì nếu như bạn đang hỏi rằng hai mùi hương này mùi nào có thiên hướng ngọt nhiều hơn thì con Valentino Umo Intense Dry Down ngọt nhiều hơn. Còn đối với cái phiên bản EDT ở đây thì nó lên gỗ nhiều hơn, lại chững chạc hơn và cảm giác nó thoải mái hơn, nó phóng khoáng hơn, không bị gò bó. Cái tiếp theo mà chúng ta sẽ phải bàn tới ở hai lựa chọn này đó chính là về phần hiệu năng như thế nào cho hợp lý. Đối với mình thì Valentino Umo Intense có một cái hiệu năng, thứ nhất là về độ lưu hương thì con này nhỉnh hơn rất nhiều so với con phiên bản này. Cụ thể là con này ở trên da mình trung bình khoảng tầm 7 đến 8 tiếng. Và cái độ lưu hương của con EDT này nó trung bình ở trên da mình là tầm 5 đến 6 giờ. Đấy, tầm đấy thôi, 5 đến 6 giờ. Còn cái thứ hai ở đây đó là về độ tỏa hương nhá. Thì sau 15 cho đến 20-30 phút thì con này tỏa ra khá rõ rệt, nhưng nó sẽ nhanh chóng trở thành một mùi skin scent thoảng nhẹ ở trên da, không tỏa quá rõ mà các bạn phải đưa tay lên mới có thể ngửi thấy được sau khoảng tầm 1 tiếng xịt. Và cái sự chuyển biến từ top note bung tỏa ban đầu xong rồi bắt đầu tăng tốc ở khoảng giữa 30 phút và đến về sau thì nó chỉ còn tầm 1 tiếng sau là nó sẽ trở thành một cái mùi khá là nhẹ nhàng ở trên da. Đó. Còn với em này thì cái sự kiểu mở tốc nó chậm hơn và mùi hương này có độ tỏa hương cũng tốt hơn em này. Với cá nhân mình thì con này sau khoảng tầm 1 tiếng các bạn vẫn thấy ngửi cái độ tỏa khá là rõ mà không cần phải đưa tay lên, và cái độ tỏa này thì nó cũng chỉ rơi vào khoảng tầm một cánh tay quay đầu thôi và nó sẽ nhẹ dần theo thời gian. Vì thế thì có thể nói về hiệu năng tất cả mọi mặt thì con này sẽ là một con có hiệu năng tốt hơn. Vâng, với những cái thông tin mà mình vừa đưa ra như vậy thì các bạn sẽ hỏi rằng thế thì hai mùi hương này thì em nên chọn mùi hương nào? Với cá nhân mình chọn EDT. Tại vì mình nói rồi rất nhiều trong những cái video mình làm, đó chính là mình thích những mùi có độ tỏa hương nhẹ, và kể cả thành mùi skin scent thôi thì cũng được. Thì với Valentino Umo EDT mình sẽ là một lựa chọn rất tốt cho mình. Và đây sẽ là mùi dành cho những bạn nam có thể mặc được vào những ngày trời chuyển từ lạnh sang bắt đầu man mát sang nóng, và ngược lại cũng từ nóng trời sang mát mà bắt đầu sang lạnh, thì các bạn có thể hoàn toàn mặc được em này. Đó, con này có thể mặc, mình nghĩ là bản EDT nó sẽ mặc được nhiều dịp hơn. Và với một cái phong cách ăn mặc đó chính là bạn có thể mặc những chiếc quần jean hoặc những chiếc quần Âu cùng với những chiếc áo polo đó, hoặc là blazer cũng được, hoặc có thể là mặc áo phông ở trong, cardigan ở ngoài, thì đây sẽ là một trong những con ok. Còn đối với cái phiên bản Intense này
thì nó có một cái độ tỏa khá tốt và dry down nó ngọt nữa. Vì thế thì mình sẽ khuyến khích nó ở trong cái khoảng thời tiết tầm loanh quanh khoảng tầm 28 cho đến 25 độ quay đầu. Và cái thời tiết này thì mình nghĩ rằng là bắt đầu vào mùa xuân thu, hoặc là có thể bạn mặc vào mùa đông. Mùa đông thì tôi nghĩ rằng là phải tầm 4 xịt thì mới có thể hợp lý với Valentino Umo Intense. Và về phần độ tuổi thì con này cũng sẽ chững chạc hơn về phần độ tuổi, có nguyên tắc hơn về cái cách ăn mặc. Mình các bạn có thể mặc những cái bộ suit có thể là đồng bộ màu từ đầu đến cuối, hoặc là những cái bộ kiểu áo măng tô dài cùng với những cái tie, cái cà vạt đi kèm các kiểu. Nó nguyên tắc hơn, nó sartorial hơn, nhưng nó không được cái sự phóng khoáng và hiện đại mix được nhiều món đồ như ở em này. Và con này thì cá nhân mình nghĩ là xịt để đi làm môi trường văn phòng rất hợp lý, vì đó là một trong những cái môi trường mà các bạn có thể mặc ở trong cái nhiệt độ ổn định khoảng tầm 25 độ thì môi trường văn phòng trong những cái môi trường cực kỳ hợp lý với Valentino Umo Intense. Và nhớ rằng độ tuổi nó chững chạc hơn so với em này. Và vì thế thì nếu như các bạn trẻ, các bạn chưa được thử hai mùi hương này thì mình khuyến khích các bạn nên thử cái phiên bản này. Vừa có một cái sự nam tính nhiều hơn, ở em này cảm giác điệu đà hơn, cảm giác anh chàng ở đây có một cái gì đó kiểu đang theo đuổi một cái phong cách nhất định, chứ kiểu chưa được cái sự kiểu đạt đến cái ngưỡng là kiểu tôi đã chạm đến đấy rồi và tôi sẽ mix theo cái hiểu biết của tôi. Anh chàng này có vẻ khuôn khổ hơn đó. Còn nếu mà bảo là ngoài tầm tầm giá thì tôi vẫn thích D600 của Cartner hơn. D600 của Cartner nó là cái phiên bản mix giữa hai con này, và có thể là Narciso Bleu Noir phiên bản parfum lòng chai nước hay. Còn nếu như muốn mang cái vai tổng tài kiểu lãnh đạo xếp hẳn, trưởng thành hơn hẳn, thì Dior Homme Intense là một trong những lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Nên là với mình thì mình sẽ không chọn em này, mình sẽ chọn EDT. Và nếu như bạn cũng thích EDT như mình thì rất mong các bạn có thể bình luận cảm nhận ở trên giới. Biết đâu ấy, mọi người cứ review con này hot thôi, nhưng mà thực chất mọi người thích con này hơn thì làm sao, đúng không? Bình luận ở bên dưới nhá. Đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi nhận được nhiều video mới hơn. Hay có những yêu cầu làm những con nào thì cứ mạnh dạn đề xuất ở phía dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.